Em xin chào mừng quý anh chị đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì trước mặt em đây, đó là chiếc Hyundai Tucson 1.6 Turbo màu đỏ đô. Thì trong video này thì em xin phép cập nhật đến anh chị chính sách giá của Tuk Turbo đỏ và giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang, cũng như là những cái màu xe sẵn giao của Tucson Turbo để anh chị có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe vừa khỏe khoắn, cá tính, thể thao và đặc biệt là rất là nhiều công nghệ trong phân khúc mà xe CUV gầm cao. Thì giá niêm yết của chiếc Tucson bên em đó là 1 tỷ 055 triệu, và chính sách giá hiện tại đang được giảm giá cho quý khách hàng chỉ còn khoảng 1 tỷ 030 triệu, nghĩa là giảm từ 25 đến 30 triệu tiền mặt. Và bên em tặng cho các quý khách hàng đó là phim kích nhiệt New Sun của Mỹ bảo hành 10 năm. Thì anh chị có thể thấy đây là phim kích nhiệt New Sun của bên em. Đó, phim rất là xanh và có độ riêng tư, rất là phù hợp cho khách hàng. Trải sàn da và bọc vô lăng da. Và tháng này, trong tháng 4 này thì bên em có khuyến mại thêm, đó là chiếc camera hành trình 2 mắt, chất lượng 2K, xuất xứ từ Hàn Quốc. Đó, để quý anh chị có thể là lưu thông trên những cái cung đường có cái cam ghi lại rất là an toàn. Về giá lăn bánh của Tucson Turbo tại thị trường Bắc Ninh thì nó rơi khoảng 1 tỷ 140 triệu. Và các cái thành phố như Hà Nội, thành phố lớn thì anh chị cộng cho em đó là thêm 2% thuế, thì đâu đó khoảng 20 triệu. Và thêm giúp em là tiền biển 20 triệu nữa thì loanh quanh khoảng 40 triệu. Và cái công nghệ nổi bật của chiếc Tucson này thì từ phần đầu xe thì xe được trang bị cụm đèn full LED kèm 4 cảm biến trước. Và đèn này thì có tích hợp công nghệ đèn thông minh AHB. Trên phần đầu xe thì có tích hợp thêm những công nghệ, đó là công nghệ hỗ trợ giữ làn đường này, giữ khoảng cách so với xe phía trước. Và trên gương chiếu hậu ngoài thì được tích hợp đó là xi nhan và công nghệ cảnh báo điểm mù trên gương, cũng như là camera 360 độ. Và đến phần nội thất của xe thì xe được trang bị với nội thất là ghế màu nâu và tông màu đen, và trần là cũng là màu đen, tạo cảm giác sang trọng. Ở trên chiếc vô lăng 4 chấu mạ bạc rất là tinh tế này thì chúng ta sẽ có những cái nút đó là hỗ trợ giữ làn đường này, giữ khoảng cách này, rồi gói giới hạn tốc độ ở ga tự động, cruise control, làm thoại rảnh tay, cũng như là công nghệ đèn tự động và công nghệ gạt mưa tự động. Loa của chiếc Tucson này thì được trang bị đó là 8 loa bâu và kèm công nghệ đó là hỗ trợ nhiều ghế lái hai vị trí. Cái này thì chỉ có trên Tuk Turbo mới có thôi ạ. Đây, em sẽ mở cái màn hình này lên cho anh chị. Đây là màn hình giải trí trung tâm và màn hình đa thông tin. Thì màn hình trước màn hình đa thông tin này thì sẽ có tích hợp đó là camera 360 độ. Hiển thị và những cái công nghệ như là màn hình full digital trên chiếc màn hình giải trí trung tâm này. Thì anh chị có thể thấy đây là chiếc bản đồ. Đó. Kích thước đó là 12,25 inch, rất là rộng. Với chiếc bản đồ này thì anh chị có thể tìm được những cái địa điểm trên tất cả các cái trên bản đồ của Việt Nam mình, do Hyundai phát triển riêng cho thị trường Việt Nam. Và điều hòa thì được trang bị đó là điều hòa tự động hai vùng độc lập, kèm những cái công nghệ như là sạc không dây, rồi thì cần số bằng nút bấm. Và đặc biệt phiên bản Turbo thì có hai cầu. Đây, trên đây, trên ghế lái và ghế phụ của hàng ghế phía trước cũng được tích hợp công nghệ đó là thông gió làm mát này, làm mát ghế, sửa ấm ghế, sấy vô lăng, hỗ trợ đổ đèo, bật tắt cảm biến, camera 360 độ. Cam 360 độ của Tucson rất là nét. Thì cam 360 độ thì từ phiên bản đặc biệt đã có rồi.
chế độ lái thì bên em được trang bị cho xe Túc Sơn này là 4 chế độ lái. Eco là tiết kiệm nhiên liệu này, Normal là chế độ lái bình thường, Smart là chế độ lái thông minh, tính trung bình của ba cái chế độ lái, Sport là chế độ lái thể thao. Đặc biệt xe phiên bản Turbo này thì chỉ duy nhất Turbo có cửa sổ trời toàn cảnh panorama, rất là cá tính và thời thượng. Đây là chiếc camera hành trình bên em khuyến mại cho quý khách hàng, dành cho những cái xe như là xe Santa Fe, Tucson và Creta. Mà này, đây là chiếc cam hành trình Viewroy cực kỳ là nét. Rồi, em mời anh chị đến với hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai của Tucson thì phải nói là nó rộng gần như nhất phân khúc, với chiều dài cơ sở cực kỳ tốt lên đến là 2m755. Thì hàng ghế thứ hai có độ ngả lưng ghế tốt, kèm theo cái khoảng để chân rộng cho quý anh chị những cái chuyến hành trình dài cực kỳ là thư giãn và thoải mái. Chúng ta sẽ có cổng gió điều hòa cho hàng ghế phía sau, cổng sạc USB. Rồi loa cũng, loa bầu cũng được trang bị cho các cánh cửa. Đến với phần đuôi xe thì anh chị có thể thấy đây là cam lùi cũng như là camera 360 tích hợp, và có chữ hatchback. Hatchback này là công nghệ chuyển động 4 bánh toàn thời gian của Hyundai, thông minh. Đó, cốp thì được trang bị, đó là cốp điện, kèm cái thể tích cốp rất là rộng. Chúng ta sẽ có những cái cổng sạc 12V 180W. Rồi có loa Bose ở đằng sau cho âm thanh trải đều. Đấy. Chiếc lốp dự phòng này thì cũng giống như là lốp của xe, đó là trang bị la răng kích thước 19 inch có kích. Chiếc cốp này thì là một chiếc cốp điện có chống kẹt và có nhớ vị trí